Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế ban hành quyết định 3416 về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2. Quyết định 3416 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 14 tháng 7 năm 2021, thay thế quyết định 2008 của Bộ Y tế, ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2. Theo nội dung trong quyết định 3416 của Bộ Y tế, người mắc COVID-19 được xuất viện vào ngày thứ 10 kể từ thời điểm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi đã có tiêu chuẩn như không có triệu chứng lâm sàng trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân phải lấy tối thiểu 2 mẫu bệnh phẩm liên tiếp, cách nhau tối thiểu 24 giờ, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp, giá trị ngưỡng lớn hơn hoặc bằng 30. Thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24 giờ. Bên cạnh đó, quyết định 3416 của Bộ Y tế cho biết thêm, người mắc COVID-19 sẽ xuất viện vào ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với các điều kiện như có triệu chứng lâm sàng trong 10 ngày kể từ thời điểm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tối thiểu lấy 2 mẫu bệnh phẩm liên tiếp, cách nhau tối thiểu 24 giờ, có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp, giá trị ngưỡng lớn hơn hoặc bằng 30, thời gian từ khi lấy mẫu bệnh phẩm cuối cùng tới khi ra viện không quá 24 giờ. Còn đối với trường hợp người mắc COVID-19 xuất viện sau ngày thứ 14 kể từ thời điểm xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ngày ra viện được xác định là sau 3 ngày kể từ ngày không có triệu chứng lâm sàng và đảm bảo tiêu chuẩn về kết quả xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, theo quyết định 3416, Bộ Y tế đưa ra một số lưu ý cho người mắc COVID-19 sau khi xuất viện. Theo đó, người mắc COVID-19 sau khi xuất viện cần tiếp tục được cách ly phù hợp tại nhà dưới sự giám sát của y tế cơ sở và CDC địa phương thêm 14 ngày và theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần một ngày. Nếu thân nhiệt của người mắc COVID-19 sau khi xuất viện cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.